Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trước mắt anh em là dòng Mazda CX-30 nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, ngày giữa của tháng 4 rồi, em xin phép được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng Mazda CX-30 này để cho anh em có thể cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Mazda CX-30 hay là các xe có cùng phân khúc của trên thị trường anh em nhé. Với cái chính sách bán phân vùng thị trường thì anh em ở tỉnh nào có đại lý của Thaco Kia Mazda thì anh em vui lòng phải mua tại khu vực đó. Còn đại lý của em ở khu vực Hà Nội nên em sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất cho những anh em đang có hộ khẩu tại khu vực Hà Nội anh em nhé. Và hình thức mua xe thì sẽ có hai hình thức, hình thức mua trả góp và hình thức mua trả thẳng. Đối với anh em mua qua trả góp thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em cái khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm anh em nhé. Đó. Thì dòng Mazda CX-30 này sẽ có hai sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm hai phiên bản, phiên bản CX-30 2.0 Premium và phiên bản 2.0 Luxury. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like nhé, cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản Mazda CX-30 2.0 Luxury. Cái bản này hiện tại đang có giá là 849 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em, quà tặng theo xe thì vẫn bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 854 triệu, trả góp thì đang là 232 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 847 triệu, trả góp thì đang là 216 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 829 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền thuế trước bạ này, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói và cái tiền bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhá, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình nhé. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết nhất và giá sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Đó. Hiện tại bên em đang còn hai xe giao ngay cho anh em ở cái thời điểm em đang chia sẻ. Đó là một xe màu trắng và một xe màu đỏ có thể giao ngay cho anh em tại thời điểm giữa tháng 4 này. Còn anh em có thể là cần biết giá tốt, giá cạnh tranh thì gọi điện ngay cho em để em gửi cái chính sách giá bán nó sẽ cụ thể nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai. Đó là cái bản Mazda CX-30 2.0 Premium. Cái bản này là cái bản cao cấp nhất của dòng Mazda CX-30 anh em nhé. Cái bản Premium này có rất nhiều chức năng cũng như là option cao cấp. Đó. Ví dụ như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, phanh chủ động, nói chung là rất nhiều thứ. Đó. Cái bản này hiện tại đang có giá là 909 triệu. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em, quà tặng theo xe vẫn bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ. Đó. Thì để lăn bánh nha, tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 889 triệu. Trả góp thì đang là 244 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 881 triệu. Trả góp thì đang là 226 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 863 triệu, trả góp thì đang là 208 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em tất cả các phiên bản của dòng Mazda CX-30, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh em nhé. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh và đang có nhu cầu tìm hiểu thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em để em gửi cái bảng lăn bánh chi tiết và chính xác anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.